Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 9 Rayon năm học 2024-2025. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với Unit 4, 40 Everyday English. Chúng ta vào bài 4D trang 59 nha. Hỏi và đưa lời khuyên cho việc chọn lựa nghề nghiệp. Asking for or giving advice on choosing a career. Bài 1 lắm ạ. Bài 1, exercise 1, read the dialogue. Đọc đoạn hội thoại và điền vào. Chúng ta có A, B, C, D, E. Chúng ta điền vào 1, 2, 3, 4, 5 này. Rồi chúng ta đọc cái đoạn này và chúng ta điền trước và sau đó chúng ta nghe. Ben và cô Miss Green đang nói chuyện này. Có thể Miss Green đó là một cái người cố vấn về nghề nghiệp. Ben đi tư vấn về nghề nghiệp đúng không nào? Excuse me, Miss Green. Xin lỗi cô Green. I need some advice. Tôi cần một vài lời khuyên. Nha, tôi cần một vài lời khuyên. Advice là lời khuyên, lời khuyên. Rồi, thì cái bạn này bạn hỏi gì nữa? Bạn hỏi là how can I find the right career for me? Tôi có thể làm sao để chọn lựa? No, no, no. Can I ask you? Can I ask you some question about choosing a career? Chúng ta để câu này đây đúng hơn này. Can I ask you? Can I ask you? Some question about choosing a career. Rồi, sure Ben, chắc chắn rồi Ben. What do you want to know? Bạn muốn biết về cái gì? I would like some information about job. Tôi muốn biết thông tin về những cái nghề nghiệp. Làm thế nào để tôi có thể chọn đúng nghề cho tôi? Đây là how can I find the right career for me. Thì cô này cô ấy nói sao? Bạn nên nghĩ về những cái điểm mạnh, strength là điểm mạnh và interest là sở trường nha, sở trường sở thích, và strength là điểm mạnh nha, điểm mạnh. Rồi, what do you enjoy doing? Tức là bạn thích làm cái gì đúng không nào? Hay là cái gì? Hay là what can you do well hả? Đây. What do you enjoy? What do you enjoy doing? What do you enjoy doing? Có nghĩa là bạn thích làm cái gì? Thì bạn này bạn nói là tôi thích làm việc với công nghệ, kỹ thuật công nghệ nha, technology. Thì cô này cô hỏi là what can do? What can you do well? Bạn có thể làm cái gì giỏi? Thì cái bạn Ben này bạn nói là I have strong IT skill. Tôi có cái kỹ năng về công nghệ thông tin. Cô này cô nói I see, tôi thấy rồi. There are lots of technology jobs. Có rất nhiều nghề nghiệp liên quan đến công nghệ. Really, that's wonderful. Thật hà, thật là tuyệt vời. Can you tell me some job option? Cô có thể nói cho tôi một vài lựa chọn hay không? Cô có thể nói cho em một vài lựa chọn hay không? You can work as a web designer. Em có thể làm việc giống như một nhà thiết kế mạng. A cyber security manager, một người quản lý an ninh mạng. Hoặc là một video game designer, một nhà thiết kế game. Wow, there are a lot of different options. Có thật thật là có nhiều lựa chọn khác nhau. Rồi cái bạn này bạn hỏi là is there anything else I should do hả? Rồi, có cái gì mà tôi cần phải làm không? Is there anything else I should do? I should do. Thì cô này cô nói là yes, you should perform well at school. Em nên học tốt ở trường này because good qualification, vì cái bằng giỏi á thì rất là quan trọng. Important when applying for a job, rất là quan trọng khi mà xin việc, nộp đơn xin việc. Từ applying for a job, nộp đơn xin việc. Rồi, ok, được rồi. I'll study hard. Tôi sẽ, em sẽ học hành chăm chỉ. And develop the necessary skill. Và phát triển những kỹ năng cần thiết. Thank you for your advice. Cảm ơn vì lời khuyên của cô. You're welcome. Rồi bây giờ chúng ta nghe.
D. Exercise 1, page 59. Excuse me, Miss Green. I need some advice. Can I ask you some questions about choosing a career? Sure, Ben. What do you want to know? I would like some information about jobs. How can I find the right career for me? Well, you should think about your strengths and interests. What do you enjoy doing? I like working with technology. What can you do well? I have strong IT skills. I see. There are lots of technology jobs. Really? That's wonderful. Can you tell me some job options? You can work as a web designer, a cybersecurity manager, or a video game designer. Wow! There are a lot of different options. Is there anything else I should do? Yes. You should perform well at school, because good qualifications are also important when applying for a job. Okay, I'll study hard and develop the necessary skills. Thank you for your advice. You're welcome. Ok, bài số 2 của chúng ta là đóng vai. Bài số 3, đó là chúng ta làm một cái đoạn hội thoại tương tự nha. Sử dụng cái đoạn hội thoại trong exercise 1 và cái bài mẫu, làm bài mẫu và chúng ta sử dụng những cái idea dưới đây. Phần A, bạn A này là làm making art, là làm nghệ thuật. Điểm mạnh là sáng tạo và lựa chọn nghề nghiệp là photographer, nhiếp ảnh gia, graphic designer, thiết kế đồ họa, digital artist là gọi là nghệ sĩ kỹ thuật số, rồi họa sĩ kỹ thuật số. Phần B đó là chúng ta có từ sở trường, đó là giúp đỡ người khác. Điểm mạnh là kỹ năng làm việc nhóm và lựa chọn nghề nghiệp, đó là người bảo vệ an ninh, người bảo vệ ảo, rồi police officer là công an, firefighter là lính cứu hỏa. Chúng ta có cái bài. Excuse me, Miss Brown, I need some advice. Can I ask you some question about choosing a career? Sure, what do you want to know? I would like some information about jobs. How can I find the right career for me? Well, you should think about your strengths and interests. What do you enjoy doing? I like making art. What can you do well? I have a lot of creativity. I see. There are lots of jobs in the art. Really? That's wonderful. Can you tell me some job options? You can work as a photographer, a graphic designer, or a digital artist. While there are lots of different options, is there anything else I should do? Yeah, you should perform well at school because good qualifications are also important when applying for a job. Okay, I'll study hard and develop the necessary skills. Thank you for your advice. You're welcome. Cái bản phần B của chúng ta, excuse me, Miss Brown, I need some advice. Can I ask you some questions about choosing a career? Sure, what do you want to know? I would like some information about job. How can I find the right career for me? Well, you should think about your strengths and interests. What do you enjoy doing? I like helping others. What can you do well? I have good teamwork skills. I see there are lots of jobs to help others. Really? That's wonderful. Can you tell me some job options? You can work as a virtual security guard, a police officer, a firefighter. Wow, there are lots of different options. Is there anything else I should do? Yes, you should perform well at school because good qualifications are also important when applying for a job. Okay, I'll study hard and develop the necessary skills. Thank you for your advice. You're welcome. Rồi đó là cái bài số 3 của chúng ta. Rồi sang bài số 4, đó là cái bài phát âm. Cái bài phần dưới là bài phát âm. Pronunciation, page 59. Consonant clusters.
skill. Creativity. Problem. Drone. Apply. Prepare. Excuse. Strong. Task. Study.